trở lại với chương trình làm đẹp theo thông lệ của công ty mỹ phẩm Forever Beaumont. Chắc có lẽ hôm nay rất là nhiều các thính giả ngạc nhiên về cái cách trang phục của Ngọc Nhi và cái mái tóc của Ngọc Nhi. Thưa quý vị, Ngọc Nhi cố tình khoe với quý vị rằng cái sự thay đổi của Ngọc Nhi rất là thần kỳ, chỉ trong vòng có 30 ngày. Thực sự là Ngọc Nhi rất là liều mạng, thưa quý vị, để mà thử thay đổi mình và hồi hộp lắm. Tại vì thưa quý vị là trong một năm qua, công ty chúng tôi đã cố gắng ra thị trường một cái loại thuốc viên tên gọi là viên thuốc thần kỳ, Miracle Capsule. Thưa quý vị, Miracle Capsule là một viên thuốc thật sự là thần kỳ. Mà hơn một năm rồi, công ty đã phải chật vật với lại FDA và USDA bởi vì họ kiểm tra tới, kiểm tra lui. Vì vậy thì rất là nhiều người mà bạn bè, người thân Ngọc Nhi cũng như đã gửi cho uống trong vòng 30 ngày qua. Và chính bản thân Ngọc Nhi cũng uống trong vòng 30 ngày qua. Thưa quý vị, thật sự là tóc của Ngọc Nhi không có được đẹp, rất là khô và rất là sơ sát, nó gãy hoài. Nó thành ra Ngọc Nhi uống cái này mới thấy rằng, thưa quý vị, đây cái mái tóc thiệt, nó rất là mượt và nó rất là suông, nó không có bị bung ra và nó làm cái tóc Ngọc Nhi rất là nhẹ nhàng, cái sợi tóc. Bởi vậy sau những cái trăn trở, Ngọc Nhi thấy rằng là mỹ phẩm Ngọc Nhi hiện giờ là dường như là được rất là nhiều quý khán thính giả yêu thương và ủng hộ. Tuy rằng ở thị trường có rất là nhiều người vì cạnh tranh không lành mạnh nói xấu lẫn nhau rồi chê bai lẫn nhau, thưa quý vị, mà người ta quên một điều rằng đó là hãy tập trung vào làm tốt sản phẩm của mình để cái người dùng sản phẩm đó người ta yêu thương mình, người ta tin tưởng mình, còn hơn là mình đi nói xấu kẻ khác, mình đi chê bai kẻ khác. Việt Nam có một câu rằng đó là ngậm máu phun người thì dơ miệng mình. Hiện giờ một cái sai lầm của rất là nhiều công ty, rất là nhiều talk show rằng thích đi chê bai người khác và không tập trung vào làm tốt sản phẩm của mình. Thì để đáp lại cái tình thương của quý vị, Ngọc Nhi tập trung vào cái sản phẩm của Ngọc Nhi. Mặc cho ai nói gì thì nói, mặc cho ai khen chê. Câu trả lời là ở quý vị. Quý vị dùng thử, quý vị thương, quý vị trở lại. Rất là nhiều bắt order quý vị, gọi trở lại, order tiếp. Đó là câu trả lời. Để đáp lại cái tình thương đó, một năm qua công ty rất là trăn trở, lo âu bởi vì FDA đã hô cái hàng của mình và test gần một năm trời, thưa quý vị. Thì ngày hôm nay, 4 ngày vừa qua, người ta đã release. Và một tháng qua, khi Ngọc Nhi cả gan dùng thử cho mình trước khi là cái thông báo hàng sẽ được release, thì Ngọc Nhi thấy là cái mái tóc của Ngọc Nhi rất là khác. Quý vị thấy không, Ngọc Nhi rất là tươi nè, nhìn có vẻ tươi mởn và có vẻ trẻ rất là nhiều, phải không quý vị? Thì đây là cái loại thuốc Ngọc Nhi muốn nói với quý vị. Một cái chai thuốc này đó, cái tên gọi của nó đó là Magical Capsule, là sự diệu kỳ, cái viên thuốc diệu kỳ. Cái diệu kỳ ở đây hoàn toàn không phải là từ hóa chất. Cái sự diệu kỳ đây là từ những công thức hàng ngàn, hàng triệu năm về trước. Như quý vị biết đó là các cung tần mỹ nữ ngày xưa ở trong các cái cung điện, một ông vua có thể có tới hàng ngàn, hàng trăm, hàng ngàn cái người cung tần mỹ nữ. Người ta phải đấu tranh với nhau, phải giành giật với nhau để mà bước lên cái ngôi được làm quý phi hay là hoàng hậu. Thưa quý vị, được nhà vua cưng chiều, đó là một điều ai cũng mong muốn hết. Những người cung tần mỹ nữ đó, người ta phải tốn rất là nhiều công sức để làm đẹp. Mà quý vị biết ngày xưa đó, mình đâu có mỹ phẩm. Ngày xưa mình đâu có những cái hóa chất như bây giờ. Ngày xưa mình đâu có được đi làm thẩm mỹ đâu. Thì làm sao? Thì họ đặt tất cả cái niềm tin và hy vọng cộng tương lai của họ vào trong các vị mà quan trong triều mà chuyên về thuốc men. Người ta gọi đó là những cái gì thần y, thưa quý vị. Thì những cái người đó họ làm việc cũng rất là căng thẳng. Bởi vì sao? Nếu họ làm sai thì ngày xưa mà bị chém đầu, bị tru di tam tộc. Vì thế những cái thuốc men, những cái cách làm đẹp mà họ mang tới cho cung tần mỹ nữ, cho vương quý phi, cho quý phi hay là cho những người hoàng hậu phải thật là đáp ứng được cái yêu cầu trước khi họ mất mạng. Công ty Beaumont rất là may mắn đã có hợp tác được với một nhà nghiên cứu và họ có được cái công thức hàng triệu năm đó để mà đưa ra. Công thức này nó xuất phát từ cái danh gia vua chúa. Cái người có công thức này đã mất hàng mấy trăm năm nay rồi, họ lưu truyền hàng đời cho con cháu họ. Một cái điều may mắn nhất mà công ty Beaumont có được và may mắn nhất trong đời Ngọc Nhi là có được công thức này để làm ra một cái loại thuốc mà phục vụ quý vị. Thưa quý vị, một chai thuốc này có 90 viên, quý vị dùng được 45 ngày, mỗi ngày chỉ 2 viên, sáng 1 viên, chiều 1 viên.
Cái thuốc này là nó kết hợp được tinh hoa của hàng ngàn năm trước, từ những công thức mà các vị thần y ngày xưa đã cung cấp cho công tần mỹ nữ để giúp họ cạnh tranh được cái ngôi báo, giữ được cái lòng tin yêu của vua đối với mình. Thưa quý vị, thì những chất gì trong này Ngọc Như xin thông báo quý vị để quý vị biết rõ, an tâm mà dùng. Thưa quý vị, chất đầu tiên mà Ngọc Như biết được đó là collagen. Thì collagen là một cái chất hiện đại, ngày xưa nó không có. Thưa quý vị, người ta dùng collagen là một công thức hiện đại kết hợp với cái sự cổ truyền để làm tăng đi cái sự hoàn thiện của sản phẩm. Chứ ngày xưa làm gì mà có được collagen thưa quý vị, đúng không? Thì collagen là một cái phần là giúp cho quý vị săn chắc da, tái tạo da và phục hồi lại cái làn da của quý vị. Đó là một cái thứ, một cái loại dược phẩm hiện đại nhất, theo công nghệ hiện đại nhất, kết hợp với những thảo dược mà hàng ngàn năm về trước thưa quý vị. Thì thứ nhất là collagen, thứ nhì là hyaluronic acid. Cái chất này nó có trong người của chúng ta, nhưng mà một thời gian sau khi mình có cái tuổi rồi, 30 mấy, 40 mấy trở lên, thì nó không có tự tạo ra được nữa. Mình phải tiếp tục bồi bổ nó vào. Nếu mình dùng cái này vào da thì nó làm cho cái làn da quý vị được tươi, nhưng mà chỉ tươi cái da thôi, cái da mặt quý vị thôi, nhưng trong cái cơ thể quý vị là không có. Thì người ta lại đưa nó vào cái viên thuốc này để làm cho cơ thể quý vị có được cái hyaluronic acid tự nhiên, làm cho nó căng, nó mở, nó tươi. Đừng vì cái mặt mình căng mở mà cái cổ, quý vị thấy không, mình lớn tuổi nó nhăn, nó nhăn nhăn cái cổ. Cái cổ không giấu được và cái cổ không giải phẫu căng da mặt được. Vì vậy quý vị cần nhất cái viên thuốc này để làm căng cái da cổ và cái da ức của quý vị, cái da ngực của quý vị, cho thấy nó trẻ. Chứ cái mặt mình thì căng rất là đẹp. Vì nhìn kỹ đi, những người quý vị trên 50 tuổi, 60 tuổi, cái mặt rất là đẹp, rất là căng, nhưng cái da cổ không cách nào che được. Cái viên thuốc này giúp quý vị phục hồi lại cái làn da cổ của mình, được căng mởn, che giấu được cái tuổi già của mình. Thần dược đó quý vị, của cái làn da quý vị ở những cái tuổi 50 trở lên, để phục hồi cái làn da cổ. Còn những chị em mà chưa đến tuổi đó, mình vẫn phải dùng để ngăn ngừa cái làn da sẽ bị nhăn sau này. Thì thưa quý vị, ngoại trừ hyaluronic acid và collagen để phục hồi tối đa cái làn da của quý vị, cái cổ, cái ngực và khuôn mặt quý vị, thì cái da tay của mình nó cũng bị lùn bùn, nó cũng bị nhăn, thì nó sẽ phục hồi lại luôn. Ngoại trừ chất có ra, cái chất đặc biệt thứ ba nhất thưa quý vị, đó là cái gọi là cái bột của cái hạt ngọc trai, bột ngọc trai. Quý vị biết được là ngọc trai thật đó nha, một viên hàng mấy trăm đô. Người ta cà ra cái bột đó, cà tuyệt vời cái bột đó, mịn thật mịn ra dùng để uống. Thì một viên ngọc trai có thể làm được rất là nhiều viên thuốc. Chứ nếu một viên ngọc trai làm viên thuốc chắc là 200 đô một viên đó quý vị. Thì người ta dùng một phần của bột ngọc trai đó để pha chế viên thuốc này, để cho quý vị làm tăng cường cái sự trẻ trung của làn da, quay trở lại cho cái làn da quý vị đảo ngược lại, làm trẻ, làm tươi đại. Cái ngọc trai là thần dược, cái bột ngọc trai cũng là thần dược cho cái làn da của mình. Thì trong này người ta có bột ngọc trai để giúp quý vị trẻ hóa làn da, tươi mởn, và hay nhất là làm trắng đều da, đổi màu được cái làn da của quý vị. Quý vị có tin không? Nó thay đổi được cái màu làn da. Quý vị thấy là phụ nữ của chúng ta đó, lớn tuổi là cái phần ở trước mặt này là nó trắng, nhưng mà hai bên đây nó sậm, hai bên trán nó sậm, cái càm nó sậm. Đó là cái sự không đều màu, cái sắc tố nó phân không có đều màu qua cái sự lão hóa của thời gian. Thì cái bột ngọc trai kết hợp với hyaluronic acid, nó sẽ làm cân bằng lại cái làn da, nó đổi được cái màu của làn da quý vị đều, cả khuôn mặt, cả cái cổ và cả cơ thể. Có nhiều người quý vị thấy là cái bàn tay của mình, hai cánh tay mình nó có rất là nhiều đốm đồi mồi khi quý vị trên 50. Thì cái thuốc này nó sẽ làm giảm thiểu tối đa những cái đốm đồi mồi ngay cả trên cánh tay của quý vị. Quý vị xài kem đó, nếu mà sức cho nó trắng hai cái tay, cái cổ ngực thì kem nào chịu cho nổi. Cái thuốc này nó làm được cái điều đó. Trắng đều khuôn mặt quý vị, hai cái tay quý vị, cái cổ, cái ngực căng ra, trẻ ra, mộng ra, và đặc biệt là mờ những cái đốm đồi mồi đó mỗi ngày một chút. Thì có phải là quý vị đảo ngược cái tiến trình lão hóa không? Đảo ngược được thời gian không? Ngoại trừ ba chất đó ra, chất kế cùng nữa, cái chất kế đó người ta muốn nói đến thưa quý vị, đó là một cái nấm tuyết. Nấm tuyết đó, mình biết là mình chưng mình ăn với đường phèn để làm đẹp da, để ngủ ngon, để thanh lọc cơ thể, để mát cơ thể. Nhưng mình chưng mình ăn với đường phèn nhiều thì nó sẽ làm dư đường, nó sẽ làm cơ thể mình nó quá nhiều chất ngọt. Nhưng mà không chưng với đường phèn thì nó sẽ bị rất là khó ăn. Vì vậy trong này, tế bào gốc của nấm tuyết người ta đã chiết xuất pha vào trong này, dùng để cho thanh lọc cơ thể quý vị. Rồi cái hạt sen, hạt sen làm cho quý vị là dễ tiêu hóa nè,
rồi làm cho quý vị là tươi da, ngủ ngon và làm mát cơ thể. Thì trong này cái bột của hạt sen cũng được làm để tăng những cái vitamin cho quý vị. Những cái chất đó tăng cái vitamin K lên, rồi nó có chất omega 3 trong này dùng để là tăng cường cái sức đề kháng của cơ thể, lưu thông mạch máu cho quý vị. Ngoại trừ đó thì nó còn có cái hoa bách hợp. Thưa quý vị biết cái hoa bách hợp chứ gì? Cái hoa bách hợp đó đó, nó có chứa chất giống như là cái chất isoflavone vậy đó. Nó dùng để sử dụng cái công thức mà làm cho cái chống ung thư. Nó có thể chống ung thư cho quý vị. Nó có thể làm cho quý vị ngăn chặn những cái bệnh về đường ruột, những cái chống lão quá mạnh, nó mạnh hơn cả vitamin E nữa. Còn riêng cái hạt sen đó, nó có thể là ngăn chặn những cái bệnh về đường ruột quý vị. Thông thường đó, mình cái đời hệ thống tiêu hóa mình tốt thì cái làn da mình mởn. Còn nếu hệ thống tiêu hóa mình không tốt thì mình vừa hôi miệng nè, mình vừa cái da mình sậm màu xuống vào người thì nó ủ rũ, ăn không tiêu mà nó khó chịu lắm. Thưa quý vị, trong này có tinh chất của hạt sen giúp cho quý vị ngăn ngừa ung thư, rồi lại làm hệ thống tiêu hóa tốt, trị những cái bệnh đường ruột và làm tươi lại cái tế bào da cho quý vị giấc ngủ êm ái. Khoai mỡ, quý vị nghe hắc cười không? Thưa quý vị, trong cái tinh chất của cái vỏ khoai mỡ đó, một cái chất thật là đặc biệt mà hàng ngàn năm về trước, các cái người thần y đó họ đã dùng để làm đẹp. Thưa quý vị, cái khoai mỡ đó đó, nó có một cái chất là nó làm tạo ra được cái estrogen. Estrogen là cũng tạo ra collagen. Nó cần để mà dùng cái estrogen đó làm trẻ lại cơ thể, làm ngăn ngừa độc tố. Khi da mình có nhiều đốm nâu, có nhiều đốm sậm trên da mình, không được căng, không được tươi, tại vì mình thiếu những cái chất mà tạo ra collagen là chất estrogen, thưa quý vị. Thì cái trong cái khoai mỡ này nó có làm cho cơ thể mình tăng lại được cái chất estrogen và làm thay thế để ngăn chặn những cái lão hóa, những cái thành phần oxy hóa trong cơ thể người phụ nữ. Thưa quý vị, tuyệt vời nhất là cái khoai mỡ đó. Một cái chất kế nữa đó là, thưa quý vị biết rằng là Ngọc Nhi muốn nói rằng estrogen kết hợp với nó sẽ tạo ra collagen cho mình. Thưa quý vị, trong này collagen là 1 nè, rồi hyaluronic là 2 nè, bột ngọc trai là 3 nè, ba thành phần đứng đầu thế giới hiện nay để làm trắng và trẻ làn da, kết hợp với những cái thành phần hàng triệu, hàng ngàn năm về trước là cái tinh chất của cái tế bào của cái vỏ và cái ruột của khoai mỡ nè, ngăn chặn ung thư, tạo ra vitamin cho da, giúp cho cái da mình được tươi, được săn chắc và tự tạo ra cái estrogen cho da. Cái đến nữa là, thưa quý vị, là cái hột sen. Thưa quý vị, cái hột sen đó đó, nó giúp cho quý vị ngăn ngừa ung thư, tạo ra một cái loại vitamin, mà cái loại vitamin đó đó nó chống dị ứng, làm thanh lọc cơ thể và làm thanh lọc cái đường tiêu hóa của quý vị. Rồi tới qua bách hợp cũng là chống ung thư, ngăn ngừa các bệnh về da và làm cái hệ thống lưu thông máu của mình đưa về mặt da là nhiều. Rồi lại là nấm tuyết, rồi lại là một cái cuối cùng nữa đó là cái gọi là đường, loại là ngô đường. Cái loại ngô đường đó nó cung cấp vitamin C rất là mạnh. Vitamin C là nó ngăn ngừa độc tố cho da, ngăn ngừa oxy hóa cho da, làm tươi da. Thưa quý vị, những thành phần Ngọc Nhi vừa nói đó là giúp cho cái làn da của mình theo công thức hiện đại và kết hợp với những công thức của những vị thần y hàng ngàn, hàng trăm, hàng ngàn năm về trước để giúp cho các cung tần mỹ nữ làm đẹp. Công thức này rất là may mắn. Ngoại trừ những công thức đó ra, một vài loại thuốc bắc rất đặc biệt trong này giúp cho quý vị phục hồi lại khả năng của người phụ nữ. Thưa quý vị, để cảm ơn quý vị đã thương Ngọc Nhi, cái sản phẩm này được ra đời bằng tất cả chân tình của Ngọc Nhi muốn quý vị thử. Đừng chỉ làm đẹp khuôn mặt mình mà cổ mình nhăn nhúm, hay là nó bị sậm màu, hay là cái da ngực, da tay nhăn nhúm sậm màu. Một viên thuốc làm đẹp cả cơ thể, thưa quý vị, theo công thức của các công tần mỹ nữ ngày xưa. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và tin tưởng Ngọc Nhi. Trở lại với chương trình, Ngọc Nhi xin một lần nữa mong quý vị hãy thử cái này để biết được 45 ngày tái tạo lại cái sức khỏe làn da của mình một cách thần kỳ. Miracle Capsule. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình talk show tới với những sản phẩm thật là đặc biệt chúng tôi sắp sửa cho ra thị trường. Cảm ơn quý vị theo dõi và tin tưởng Forever Beaumont trong thời gian qua. Xin chào.